Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trung Quốc tức giận bắn rơi 7 máy bay của Mỹ ở Biển Đông để thị uy sức mạnh, thách thức Hoa Kỳ. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc đưa tin, Biển Đông đang hết sức căng thẳng khi trong mấy ngày vừa qua, quân đội của Mỹ và Trung Quốc liên tục đụng độ nhau. Hải quân, không quân của hai nước liên tục ăn miếng để trả thù việc không quân của Mỹ dội bom lên tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã ngay lập tức điều động rất nhiều tàu chiến mang tên lửa và máy bay chiến đấu tiến ra Biển Đông để phóng hỏa, bắn rơi 7 máy bay không người lái của không quân Mỹ. Theo một vị tướng giấu tên trong quân đội của Bắc Kinh cho rằng hải quân và không quân của chúng tôi nghe tin ở ngoài Biển Đông đang có 20 máy bay của không quân Mỹ đang càn quét, phong tỏa, bao vây và cho dội bom lên tàu sân bay mới nhất của chúng tôi. Nhận được tin này, chúng tôi rất giận dữ và quyết tâm phải khai hỏa, đáp trả lại phía Mỹ. Lực lượng hải quân, không quân của chúng tôi đã điều động một lực lượng hùng mạnh nhất từ trước tới nay, gồm 50 tàu chiến chứa tên lửa siêu hạng và pháo cối cùng 100 máy bay chiến đấu tiến ra Biển Đông nhanh chóng áp sát mục tiêu, dàn trận để bắn hạ nhóm máy bay của Mỹ do đội hình hùng mạnh và bài binh bố trận hợp lý. Phía Mỹ đã không kịp trở tay và không quân, hải quân của chúng tôi đã tiêu diệt được tổng cộng 7 máy bay, trong đó có 3 máy bay ném bom và 4 máy bay không người lái của Mỹ, buộc Mỹ phải cho tháo chạy ra khỏi Biển Đông. Thưa quý vị, theo tiết lộ của một vị chỉ huy trong hải quân của Trung Quốc cho biết, cuộc đánh giáp lá cả đó đã làm cho quân đội của Mỹ choáng váng. Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được trận chiến và kết quả chúng tôi đã bắn hạ được 7 máy bay của Mỹ. Đó là một chiến tích tuyệt vời của quân đội của chúng tôi. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Cảnh Sảng cho biết, chúng tôi đã cảnh báo trước cho Bộ Quốc phòng, Hải quân, không quân của phía Hoa Kỳ biết từ trước rằng Mỹ cho dừng ngay các hoạt động gây hấn cũng như gây sức ép lên phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông ngay lập tức, nếu không Mỹ sẽ nhận được kết quả đau thương. Tuy nhiên, phía Mỹ đã phớt lờ không nghe những lời cảnh báo của chúng tôi mà trong thời gian dài vừa qua, quân đội của Mỹ vẫn ngang nhiên điều các tàu khu trục, tàu tuần duyên, tàu sân bay USS, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, tàu chiến mang tên lửa và lính thủy đánh bộ tiến sát vào các hòn đảo nhân tạo của phía chúng tôi để dọa nạt, uy hiếp, hòng phá hủy các đảo nhân tạo mà chúng tôi đang cho xây dựng hợp pháp ở ngoài Biển Đông, cho nên buộc chúng tôi phải ra tay trừng trị Mỹ. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Cảnh Sảng còn nhấn mạnh thêm đây đúng là lời cảnh báo và lời nhắc nhở đối với Mỹ cũng như những nước nào đó đang có ý định xâm phạm đến lãnh hải, đến lãnh thổ của phía Trung Quốc. Chúng tôi sẽ đáp trả quyết liệt và quân đội của Trung Quốc luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, để đáp trả lại những nước nào có thù địch với Trung Quốc. Ông Cảnh Sảng còn nhắc đi nhắc lại rằng Trung Quốc là nước yêu chuộng hòa bình. Trung Quốc không bao giờ đi xâm chiếm các nước khác. Trung Quốc luôn muốn giữ an ninh cho Biển Đông. Nhưng bất kể ai, bất kỳ nước nào có ý định xâm chiếm hoặc xâm phạm đến ranh giới phân định trên Biển Đông không được sự cho phép của chính quyền Trung Quốc thì tất cả sẽ trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, cuộc đụng độ căng thẳng xảy ra trên Biển Đông đúng vào thời điểm mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin đang có chuyến công du châu Á mấy ngày vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thăm và làm việc tại Ấn Độ, Hàn Quốc và ông Lloyd Austin đang dự một cuộc họp cực kỳ quan trọng về Biển Đông với 10 bộ trưởng quốc phòng của các nước Đông Nam Á tại Bangkok, Thái Lan. Theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ cho biết quân đội của Mỹ đang xác định xem có đúng như tờ báo của Trung Quốc đưa tin rằng hải quân, không quân của Bắc Kinh đã bắn rơi 7 máy bay của Mỹ hay không. Nhưng theo tiết lộ của một đô đốc thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết mới đây, chúng tôi đã điều động 2 máy bay ném bom và hạ gục tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc do đã có hành vi gây hấn cũng như thách thức hải quân của chúng tôi. Khi chúng tôi điều tàu khu trục đi qua eo biển Đài Loan để tiến vào Biển Đông thì tàu sân bay của phía Trung Quốc đã lao ra hăm dọa cũng như uy hiếp tàu khu trục của chúng tôi, buộc chúng tôi phải tự vệ và hạm đội Thái Bình Dương của chúng tôi đã điều 20 máy bay ném bom cho phá hủy con tàu sân bay mới nhất của phía Trung Quốc. Sau cuộc oanh tạc đó, các tàu chiến và máy bay của Hoa Kỳ đã quay trở về căn cứ quân sự thuộc hạm đội Thái Bình Dương ở một hòn đảo của Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Chúng tôi xác nhận rằng không có bất kỳ một máy bay nào bị mất tích hay bị bắn hạ. Chắc chắn phía Trung Quốc đã đưa tin sai sự thật để đánh lừa địch. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, hiện Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin đang có một cuộc gặp kín với người đồng cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa ở Bangkok, Thái Lan bên lề hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN. Theo hãng Reuters đưa tin, Trung Quốc tố ngược Mỹ làm căng thẳng ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc gặp tại Bangkok, Thái Lan vào hôm ngày 25 tháng 8. Phía Bắc Kinh đã yêu cầu phía Mỹ ngừng phô trương sức mạnh ở Biển Đông. Theo hãng ABC News cho biết trong bài phát biểu trước báo giới tại Bangkok, Thái Lan sáng ngày 25 tháng 8,
Người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã bày tỏ quan điểm mong muốn Mỹ sẽ chấm dứt những động thái mà họ gọi là những hành vi khiêu khích ở Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Ngụy Phượng Hỏa đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ ngừng phô trương sức mạnh tại Biển Đông, không nên khiêu khích và làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Theo thông tin báo giới, khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hỏa gặp người đồng cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin bên lề hội nghị Bộ trưởng cấp cao ASEAN mở rộng gọi tắt là AGM, nghĩa là gồm 10 Bộ trưởng Quốc phòng khối ASEAN và 2 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cùng Trung Quốc tham dự hội nghị đang diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan thời gian vừa qua. Phía Washington đã nhiều lần lên tiếng cảnh cáo và cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa trên Biển Đông. Trung Quốc đã gây ra một loạt những hành động gây căng thẳng trên Biển Đông khi điều một nhóm tàu để bảo vệ con tàu Hải Dương Địa Chấn 9 xâm phạm đến vùng biển của các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là xâm phạm đến vùng miền của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin phát biểu quan điểm cho rằng Bắc Kinh đã tăng cường việc cưỡng ép cũng như hàm dọa bắt nạt để xúc tiến các mục tiêu chiến lược của họ nhằm tham vọng độc chiếm Biển Đông. Phát biểu tại hội nghị các bộ trưởng khối ASEAN tại Bangkok, Thái Lan, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thẳng thắn khẳng định Trung Quốc là nguyên nhân chính gây ra căng thẳng ở Biển Đông trong thời gian vừa qua và yêu cầu phía Trung Quốc ngừng ngay những hành động gây hấn cũng như bành trướng bắt nạt ở ngoài Biển Đông ngay lập tức. Nếu không, các nước sẽ bắt tay nhau để trừng trị phía Trung Quốc. Ngay sau bài phát biểu của ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, thì ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, đã phản bác ý kiến của ông Lloyd Austin, và ông Ngụy Phượng Hòa còn tố ngược chính Mỹ là nguyên nhân gây ra thẳng ở Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua chứ không phải là Trung Quốc, ông Hòa nhấn mạnh. Phía Mỹ liên tiếp điều các tàu sân bay, tàu khu trục, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và lính thủy đánh bộ tiến vào Biển Đông, tiến sát vào các đảo nhân tạo được xây dựng hợp pháp của chúng tôi ở ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh cũng như uy hiếp phía Trung Quốc. Nhân đây, chúng tôi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ trong thời gian tới cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi ngoài Biển Đông để trả lại cho Biển Đông êm đềm như nó vốn đã từng có. Cũng trong buổi gặp giữa hai Bộ trưởng Mỹ và Trung Quốc, Bộ trưởng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa yêu cầu Mỹ không nên can thiệp vào vấn đề Đài Loan và vấn đề của Hồng Kông. Đài Loan và Hồng Kông sẽ để tự cho phía Trung Quốc giải quyết và phía Mỹ không nên nhúng tay vào, nếu không sẽ làm cho tình hình càng thêm phức tạp và căng thẳng thêm. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, ngoài Biển Đông, quân đội và hải quân của Trung Quốc liên tục có những cuộc đụng độ xô xát và căng thẳng với cả hải quân cũng như quân đội của Hoa Kỳ. Còn trên mặt trận báo chí thì hai bên bộ trưởng của Mỹ và Trung Quốc liên tục gay gắt với nhau bằng những lời lẽ đanh thép và không bên nào chịu nhường bên nào. Chắc chắn trong thời gian tới, Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng, bởi vì trong một cuộc họp kín quan trọng diễn ra tại Bangkok, Thái Lan giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa, hai bên vẫn chưa tìm ra một phương án tích cực cho Biển Đông và chắc chắn nó sẽ còn rất phức tạp và khôn lường trong thời gian sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Vào cuối tháng vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc, 15 con sông lớn và hơn 90 con sông vừa và nhỏ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử và hai hồ đã vượt mức cảnh báo, tức là mức nước cảnh báo vượt quá kè chống lũ, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cần tăng cường kiểm tra phòng chống lũ. Tổng cộng 68 thành phố ở 12 tỉnh, bao gồm Vân Nam và Quý Châu ở phía Tây Nam, Chiết Giang và An Huy ở phía Đông Nam, đã bị lũ lụt nghiêm trọng, sạt lở đất, gián đoạn đường và lũ lụt do mực nước sông dâng cao, ảnh hưởng đến khoảng 13,8 triệu cư dân. Theo thống kê chính thức, 65 người thiệt mạng, 26 người mất tích, 29.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế lên tới 26,27 tỷ nhân dân tệ. Vào đêm 2 ngày trước đó, mưa lớn đã xảy ra trên toàn khu vực ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử, từ Quý Châu đến Bắc Giang Nam. Lượng mưa tích lũy ở Trung và Đông Bắc Quý Châu, Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hồ Bắc, Bắc Giang Tây và phía Nam An Huy vượt quá 160mm. Hàm Ninh, Hồ Nam Nhạc Dương và Trường Đức, Giang Tây Cửu Giang và các nơi khác đạt 290-410mm. Biên độ mưa của đợt mưa này phân bố theo hướng Đông Tây. Vành đai mưa dịch chuyển chậm trong quá trình vận động Bắc Nam, vùng ảnh hưởng mưa lặp đi lặp lại, khiến trung tâm Nam Bộ, cửa sông Dương Tử có lượng mưa tích lũy lớn và thời gian kéo dài. Cuối tháng trước, mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc khiến hơn 13,8 triệu người tại 68 quận, thành phố thuộc 3 tỉnh ở Trung và lưu sông Dương Tử bị ảnh hưởng, 65 người thiệt mạng và 22 người bị mất tích.
27 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế là 25,27 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Số người bị ảnh hưởng trong huyện là 875.000 người, chiếm 56% dân số toàn huyện, ít nhất 50 người thiệt mạng hoặc mất tích. Đây là trận lũ lụt lớn nhất trong hơn 80 năm qua kể từ khi có hồ sơ khí tượng thủy văn địa phương. Vào lúc 21 giờ tối thứ Hai, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc, sau đây gọi là trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia và trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Nam đã ban hành ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp đối với mưa lớn trong nhiều ngày. Vào lúc 20 giờ tối thứ Ba, mực nước tại khu vực Liên Hòa Đường thuộc trung lưu sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Nam đã tăng lên 36,52 m, cao hơn 1,02 m so với mức cảnh báo. Để giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán sông Dương Tử đã phối hợp điều động thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa Tam Hiệp để trữ lũ theo quy định. Kế hoạch điều động chung cho các hồ chứa ở thượng lưu và trung lưu của lưu vực sông Dương Tử. Kể từ 14 giờ chiều thứ Ba, hồ Tam Hiệp liên tục giảm lưu lượng xả ra từ 29.400 m3 trên giây xuống 7.780 m3 trên giây trong vòng 48 giờ từ 14 giờ chiều thứ Hai đến 14 giờ chiều thứ Tư. Lưu lượng đi ra liên tục giảm 70%. Theo giám sát của Cục Thủy văn tỉnh Hồ Nam, lượng mưa trung bình tích lũy trong tháng qua của tỉnh là 497,1 mm, cao hơn 91,6% so với mức trung bình tháng cùng kỳ của các năm trước, cao nhất trong lịch sử với tổng lượng nước là 90 tỷ mét khối nước, gấp 5 lần khối lượng nước của Hồ Đông Tinh. Trong đợt lũ này, 15 con sông lớn và hơn 90 con sông vừa và nhỏ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử và hai hồ đã xảy ra lũ trên mức cảnh báo. Mực nước hồ Động Đình ở Hồ Nam vượt mức báo động, lũ siêu lịch sử xảy ra ở thượng nguồn sông Lệ An ở Giang Tây, mực nước đỉnh lũ đoạn Trường Sa trên sông Tương Giang đạt 40,51 m, cao hơn kỷ lục lịch sử 1,33 m. Dòng chính của sông Tương Giang đã vượt qua mức nước đảm bảo và dòng chảy ra vào của Hồ Động Đình là cao nhất kể từ năm 1949. Riêng tại Hồ Nam, 1.642 hồ chứa vừa và nhỏ đã bị tràn. Hôm thứ Hai vừa qua, hồ chứa nước Hoàng Tài ở thị trấn Hoàng Tài, tỉnh Hồ Nam đã xả lũ khẩn cấp. Dư luận cho rằng lũ lụt là nguyên nhân chính gây ra thảm họa thiên tai tại huyện Ninh Hương. Trong đợt xả lũ của hồ chứa Hoàng Tài năm nay, lưu lượng xả lũ là 350 m khối trên giây, gấp đôi so với năm ngoái. Hôm thứ Hai, trước khi mở cửa xả lũ vào lúc 7 giờ, thì vào lúc 3 giờ sáng, các đơn vị vùng hạ du đã nhận được thông báo sơ tán. Người dân xuống đường phản đối chính quyền thông báo xả lũ muộn, lơ là nhiệm vụ, khiến người dân không ứng phó kịp thời, làm gia tăng thiệt hại thiên tai do lũ lụt. Kính thưa quý vị khán giả, vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua, một vụ tai nạn sạt lở đất đã xảy ra gần một nhóm biệt thự nông dân giàu có ở làng Thượng Hải, thị trấn Vô Tích, thị trấn Lucy, huyện Lucy, quận Thượng Trị, dân tộc Tương Tây và dân tộc Miêu, tỉnh Hồ Nam. Quốc lộ 319 với hơn 80 m tổng chiều dài phần thân bị sập, khối lượng hơn 10.000 m khối khiến một căn nhà dưới chân núi bị vùi lấp, mất tích tổng cộng 3 người, đồng thời gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 319. Hiện chính quyền địa phương đã cử người đến hiện trường để xử lý. Khi mưa xối xả tiếp tục, tình hình kiểm soát lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng. Từ 13 giờ ngày hôm qua, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 4 lên cấp 3 dựa trên tình hình lũ lụt mới nhất. Nhiều nơi ở tỉnh Hồ Nam đang gặp nguy hiểm. Lũ lụt đô thị, lũ lụt trên núi và sạt lở đất tiếp tục xảy ra. Hiện tại, để đảm bảo an toàn trong mùa lũ, hơn 10 điểm du lịch ở tỉnh Hồ Nam đã bị đóng cửa, bao gồm cả hẻm núi lớn Trường Gia Giới. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên của năm nay vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua. Từ ngày hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay, phía tây thành phố Cửu Giang đã có mưa to đến rất to. Dự kiến trong vòng 3 giờ tới, mưa tích lũy ở một số nơi như Tú Thủy, Vô Ninh, Phong Tín thuộc 5 quận Tịnh An và Đồng Cổ có thể vượt quá 100 mm, một số nơi có thể vượt quá 150 mm, kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn là mưa dông, sét đánh mạnh. Chú ý đề phòng lũ trên các con sông vừa và nhỏ, lũ vùng núi, lũ quét, sạt lở và các thiên tai địa chất, ngập lụt đô thị và nông thôn. Cục Khí tượng Thủy văn dự báo, từ chiều tối qua đến cuối tuần này, tỉnh Giang Tây tiếp tục có mưa to, có nơi mưa to cục bộ, trong đó khu vực trung tâm Bắc Giang Tây mưa to từ chiều tối, từ ngày hôm nay đến ngày mai.
Trong những ngày tới ở Nam Giang Tây, Trung Giang Tây và Bắc Giang Tây có mưa lớn và vùng mưa lớn di chuyển dần về phía Bắc Giang Tây. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, dự kiến toàn bộ lưu vực sông Trường Giang sẽ vượt qua mức cảnh báo. Sông Bắc Dương, một nhánh của Hồ Bà Dương và thượng nguồn Lạc An sẽ trải qua lũ siêu cảnh báo chung. Hôm nay do mưa bão liên tục, thiên tai như lở đất và sạt lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi trên đoạn cảnh Vũ Hoàng của đường cao tốc Hoàng Thụy ở Giang Tây, giao thông đường bộ bị tắc nghẽn. Trong số đó, ở đoạn 252 km và 263 km của đoạn cảnh Vũ Hoàng của đường cao tốc Hàn Thụy, lũ lớn xen lẫn với lở đất tiếp tục tràn xuống mặt đường của đường cao tốc. Hiện tại, Ban Quản lý Bảo trì đường cao tốc Giang Tây đã tổ chức các đội và thiết bị cứu hộ, đồng thời đang triển khai công tác cứu hộ tại chỗ. Theo giám sát của Cục Thủy văn tỉnh Chiết Giang, từ 8 giờ sáng ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, lượng mưa trên toàn tỉnh Chiết Giang là 63mm và lượng mưa tích lũy tại một trạm duy nhất vượt quá 100mm. Trong số tại 294 trạm, với lượng mưa lớn nhất là 254mm tại hồ chứa nước Đại Thạch Môn ở Thanh Lương Phong, Lâm An. Vào lúc 5 giờ 36 phút sáng ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Hàng Châu đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. 5 thành phố cấp huyện bao gồm Hàng Châu, Hồ Châu, Củ Châu, Gia Hưng và Lệ Thủy ở tỉnh Chiết Giang và 17 quận bao gồm Đồng Lộc đã bắt đầu hoặc duy trì ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4. Thành phố Lâm An đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 và quận Tùy Trường đã duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 2 để kiểm soát lũ lụt. Tính đến 6 giờ sáng nay, ngoại trừ một số trạm như Vương Giang tỉnh ở đồng bằng phía đông Hoàng Gia Hồ vượt qua mức nước cảnh báo một chút và 15 hồ chứa cỡ trung bình bao gồm Mạn Yên và Phong Thủy Giang và 15 hồ chứa cỡ vừa như vậy do Phượng Đàm vượt qua giới hạn lũ. Mực nước của các sông và hồ chứa lớn khác ở mức báo động dưới giới hạn lũ. Tình hình lũ lụt ở tỉnh Chiết Giang nhìn chung ổn định. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, trong 3 ngày tới, vành đai mưa lớn phía Nam sẽ có áp thấp, tình hình kiểm soát lũ lụt ổn định ở khu vực Giang Nam. Có mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xảy ra ở miền Trung và miền Bắc Chiết Giang, miền Trung và miền Bắc Giang Tây, miền Trung và miền Nam Hồ Nam, miền Nam Quý Châu và miền Bắc Quảng Tây. Mưa lớn cục bộ kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão và gió mạnh và thời tiết đối lưu mạnh khác. Những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày cũng đã gây ra thảm họa ở Trung Quốc. Trong đó, Tứ Xuyên và Cam Túc chìm trong nước bùn, sông Dương Tử đã gây ra lũ số 1 chỉ 3 ngày trước. Ước tính dòng chảy vào đập Tam Hiệp tối đa sẽ lên tới 70.000 mét khối trên giây, lập kỷ lục về dòng chảy vào lớn nhất trong năm nay. Hoàng Hà cũng theo đó, 5 giờ sáng nay, cơ quan chức năng phát hiện lũ số 2 đã hình thành ở thượng nguồn, lưu lượng dòng chảy 5.050 mét khối trên giây, gấp đôi lưu lượng lũ trước. Ủy ban bảo tồn nước sông Hoàng Hà cho biết, do mưa bão liên tục, tốc độ dòng chảy đo được tại trạm thủy văn thông quan của sông Hoàng Hà đạt 5.050 mét khối mỗi giây vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, tạo thành trận lũ thứ hai của sông Hoàng Hà vào năm 2023. So sánh với trận lũ số 1 đo được trước đó, lưu lượng dòng chảy chỉ 2.500 mét khối trên giây, và trận lũ số 2 thì lưu lượng vượt gấp đôi đợt trước. Cơ quan chức năng đã có thông báo gửi các cơ quan thủy lợi các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông yêu cầu các tỉnh này làm tốt công tác phòng chống lũ lụt. Trận lũ số 2 của sông Dương Tử đã vượt qua đập Tam Hiệp vào lúc 8 giờ sáng thứ ba vừa qua và trận lũ tiếp sức số 2 hình thành vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay. Đài quan sát Kutan ở trung tâm Trùng Khánh đã đo dòng chảy của sông Dương Tử ở mức 50.400 m khối trên giây. Lưu lượng tối đa của đập Tam Hiệp sẽ đạt khoảng 70.000 m khối trên giây, lập kỷ lục với lưu lượng lớn nhất trong năm nay. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc chỉ ra rằng lưu vực sông Dương Tử đã bước vào mùa lũ một cách toàn diện. Hiện tại, mực nước ở Trung và Hạ Lưu các nhánh sông đã tăng lên 875.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng, sẽ có trận lũ lụt đầu tiên vào năm 2023 và các quan chức dự đoán rằng một đợt mưa mới sẽ bùng phát trong những ngày tới. Dựa trên báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, Sở Tài nguyên nước tỉnh Chiết Giang chỉ ra rằng vào lúc 7 giờ sáng qua, trạm Lan Si của sông Tiền Đường đã đạt mức nước cảnh báo 28m trong trận lũ số 1 năm 2023. Ngoài ra, mực nước hạ lưu lưu vực sông Dương Tử như sông Tân Cương, sông Rau Hề ở tỉnh Giang Tây cũng dâng cao. Đến 16 giờ chiều hôm nay, mực nước các sông đều xuống dưới mức cảnh báo. Ủy ban bảo tồn nước sông Dương Tử của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc chỉ ra rằng
lưu vực sông Dương Tử đã bước vào mùa lũ, các nhánh của trung và lưu sông Dương Tử và các trạm quan trắc nước như Hồ Động Đình và Hồ Pô Giang đã trải qua mực nước dâng cao nhanh chóng. Lũ lụt có thể xảy ra ở một số nhánh sông, lưu lượng mưa lớn sẽ chồng chéo cao với nhiều điểm nóng mưa liên tiếp, dự báo nước ở hai hồ tiếp tục lên. Theo thống kê chính thức, tính đến 4 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, trận lũ bắt đầu từ hôm thứ Ba đã ảnh hưởng đến 875.000 người ở Giang Tây, 60.300 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 101 ngôi nhà bị sập và 83 ngôi nhà bị hư hỏng, 107 hộ gia đình thiệt hại kinh tế trực tiếp là 630 triệu nhân dân tệ. Dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc chỉ ra rằng sẽ có một đợt mưa mới trong những ngày tới. Một trường học ở thị trấn Thì Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang đã bị lũ quét vào ngày thứ Sáu do mưa lớn. Số nạn nhân đã tăng lên 92, hầu hết là học sinh. Cơ quan chức năng đang triển khai công tác cứu hộ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, vào khoảng 14 giờ chiều ngày thứ Sáu, trường tiểu học Trường An ở thị trấn Thì Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang bất ngờ bị lũ lụt và lở đất do mưa lớn ở thượng nguồn gây ra. 87 học sinh và 4 dân làng thiệt mạng trong lũ. 17 học sinh khác, trong đó có một trẻ em, một giáo viên, một cán bộ và 5 người dân được điều trị tại bệnh viện. Trong trận lũ lụt này, 7 trong số 18 ngôi nhà hành chính ở thị trấn Sa Lan đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, trong đó có 3 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 200 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 150 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng, khiến tổng số 1.800 người bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, chính quyền đã tổ chức 1.400 người tham gia công tác cứu hộ và cứu nạn. Đồng thời, đội chuyên gia cũng gấp rút đến hiện trường để tham gia cứu trợ thiên tai. Cơ quan chức năng cũng đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các nạn nhân, hỗ trợ ăn uống, đồng thời tiến hành khử trùng nước sinh hoạt phòng dịch. Ninh An, cách thủ phủ tỉnh Cáp Nhĩ Tân 450 km, mưa xối xả bất ngờ đổ xuống khu vực núi cao và trung du của thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, trong tích tắc tạo thành một trận lũ quét lớn ập vào thị trấn Thi Lan và tràn vào trường tiểu học trung tâm của thị trấn. Hơn 300 giáo viên và học sinh có mặt trong trường lúc đó đã bị lũ bủa vây. Theo các báo cáo, có 352 học sinh và 31 giáo viên trong trường vào thời điểm đó. Hiện 13 học sinh đang được cấp cứu tại bệnh viện. Các ban ngành liên quan đã thành lập 6 đội cứu nạn, gồm tìm kiếm cứu nạn và thoát nước. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Bác sĩ Lưu của Bệnh viện Thị trấn Thi Lan cho biết 40 học sinh cũng có thể đã chết. Cô ấy nói rằng bệnh viện không thể cung cấp số liệu tử vong chính xác vì gia đình đã đưa một số thi thể đi. Hôm qua, theo báo cáo chính thức của Trung Quốc, số người chết trong trận lũ quét tại một trường tiểu học ở thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang cuối cùng đã được xác định là 117 người, trong đó có 105 học sinh. Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Hai rằng số người chết cuối cùng là 109, nhưng vào thứ Ba, nó báo cáo rằng 8 người đã được xác nhận đã chết trong trận lũ lụt, nâng tổng số người cuối cùng lên 117. Hơn một tuần sau thảm họa lũ quét, các nhân viên cứu trợ thiên tai vẫn đang dọn dẹp hiện trường để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Trường tiểu học Trường An ở thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang đã bị lũ quét và lở đất do mưa lớn liên tục phá hủy hôm vừa qua. Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu có phải do sơ suất của con người hay không. Sau thảm họa lũ quét ở thị trấn Thi Lan, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu Sở Giáo dục các cấp triển khai các khóa giáo dục khẩn cấp cho học sinh, dạy học sinh cách ứng phó trong trường hợp thiên tai và các trường hợp khẩn cấp khác. Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục các cấp thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, thiết lập và thực hiện hệ thống người chịu trách nhiệm với các thảm họa tai nạn. Thông báo cho biết các trường học ở tất cả các cấp phải thực hiện giáo dục an toàn cho học sinh, huấn luyện các em trong trường hợp khẩn cấp lũ lụt, lở đất, hỏa hoạn, động đất và các trường hợp khẩn cấp khác, đồng thời nâng cao khả năng tự cứu mình của học sinh. Thông báo cũng cho biết các phòng học tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phải bị ngừng sử dụng và các lớp học có thể tạm thời bị đình chỉ nếu cần thiết. Kính thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Tân Hoa Xã, có 88 người thiệt mạng và 73 người mất tích do thiên tai mưa lớn ở Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Gần 70.000 tòa nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp của thảm họa lên tới 2,47 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết các tỉnh Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương lần lượt hứng chịu mưa lớn kể từ 3 ngày qua, gây ra lũ quét, lở đất và lở núi với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Hồ Nam, 50 người chết, 42 người mất tích.
Riêng tỉnh Hồ Nam có 203 người phải sơ tán đến nơi khu vực an toàn. Hệ thống viễn thông, giao thông, nước sinh hoạt bị cắt đứt. Các quan chức của Bộ Nội chính Trung Quốc cho biết, Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam đã khẩn trương phân phát gạo, nước uống và các đồ cứu trợ khác cho những người dân bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã đưa tin, tại huyện Tân Điều, tỉnh Hồ Nam, lượng mưa đã đổ xuống trong 24 giờ là 301mm và nhiều người đã bị nước lũ cuốn trôi khi còn đang trong giấc ngủ do các tòa nhà bị sập và lũ quét. Thiên tai ở Tứ Xuyên và Quý Châu tuy nhỏ nhưng đã có báo cáo về thương vong. Ở Tứ Xuyên có 15 người chết và 11 người mất tích. Ở Quý Châu có 27 người chết, 5 người mất tích và 140 người bị thương. Nhiều cơ quan ban ngành của chính quyền Trung ương Trung Quốc đã thành lập một nhóm công tác chung dưới sự chỉ huy của Bộ Nội vụ để thực hiện công tác cứu trợ thiên tai và phòng bệnh tật. Kính thưa quý vị khán giả, các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đưa tin rằng có 86.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của sông Hoàng Hà ở khu vực Sơn Đông, trong khi bờ kè của nó bị vỡ tại 3 nơi ở tỉnh Hà Nam. Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin rằng các con đê ở Lan Cao, tỉnh Hà Nam đang gặp nguy hiểm và về cơ bản đã mất chức năng ngăn nước và không thể tiếp tục chịu áp lực của dòng nước trên sông Hoàng Hà. Tân Hoa Xã dẫn lời Lưu Tuyết Sơn, phó thẩm phán quận Đông Minh của Sơn Đông cho biết, con đập đã bị vỡ 3 lần và nước lũ hiện đang liên tục tràn vào Sơn Đông từ tứ phía, một trong những chỗ thủng rộng 200m và hai lỗ còn lại rộng 100m. Lưu Tuyết Sơn cho biết, nước sông đang đe dọa các vùng trũng thấp ở tỉnh Sơn Đông, ảnh hưởng đến 86.000 người, 127 ngôi làng và 18.000 hecta đất canh tác đang bị ảnh hưởng. Được biết, độ sâu nước trung bình của một số khu vực nước ngập sâu lên tới 1,5m. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời Lưu Tuyết Sơn cho biết, do tình hình nghiêm trọng, huyện Đông Minh đã bắt đầu chuyển những người dân làng già yếu, bệnh tật và tàn tật ở khu vực bãi biển đến nơi tránh trú an toàn. Cho đến nay, đã chuyển hơn 5.000 người và nhiều người đã tụ tập trong các tòa nhà cao hơn. Ngoài sự tàn phá do lũ từ sông Hoàng Hà, vùng Thiểm Tây còn bị đe dọa bởi nước sông Vị dâng cao. Tháng trước, một nhánh của sông Hoàng Hà ở tỉnh Thiểm Tây dâng cao khiến 51 người thiệt mạng và khiến hơn 200.000 người mất nhà cửa. Số liệu của nhà chức trách Trung Quốc cho thấy trong mấy tháng đầu năm nay, 676 người thiệt mạng vì lũ lụt trên cả nước. Quý vị thân mến, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục mở rộng với 12 triệu người bị ảnh hưởng và 180 người chết. Do mưa xối xả liên tục, sông Tây Giang chảy qua các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông bị lũ lụt. Riêng Quảng Tây có hơn 5,7 triệu người bị ảnh hưởng, ít nhất 42 người thiệt mạng, 32 người bị mất tích và 23.000 ngôi nhà bị sập. Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết mực nước tại thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây tiếp tục dâng cao. Trận lũ lịch sử chưa từng có đã nhấn chìm các khu vực phía đông thành phố. Hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán khẩn cấp. Theo báo cáo, do một số con sông lớn ở Quảng Tây, Hợp Lưu và Ngô Châu rồi đổ vào sông Châu Giang, nên Ngô Châu đã nhiều lần hứng chịu lũ lớn và đây là thành phố kiểm soát lũ trọng điểm của cả nước. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Lý Quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết Ngô Châu đã trải qua trận lũ lụt chưa từng có trong thế kỷ vào sáng thứ Tư, với mức lớn nhất đỉnh đạt 27,5m. Chính quyền đã cử hơn 2.000 người từ Quân đội Giải phóng Nhân dân đến hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt của Ngô Châu. Quân đội Giải phóng Nhân dân và nhân viên địa phương đã tiến hành nâng cao và gia cố đê, kiểm soát lũ lụt ở thành phố Hexi để đảm bảo đê kè trong quá trình kiểm soát lũ lụt không bị vỡ hoặc ngập lụt. Hà Tăng, Giám đốc Cục Bảo tồn nước Ngô Châu, được cho là đã bị đình chỉ công tác vì cáo buộc không ứng phó với thảm họa. Huyện Bình Nam, Quảng Tây cũng hứng chịu trận lũ lịch sử có 102 vào sáng ngày thứ Năm, mực nước lên tới 35,35m. Thành phố cổ xuất hiện hai chỗ vỡ kè, người dân phải sơ tán khẩn cấp. Các khu vực địa phương của Quảng Đông cũng trải qua lũ lụt hàng trăm năm mới xảy ra một lần. Long Môn, Tử Viên, Viên Thành, Đông Nguyên, Phật Cương, Tân Phong, Văn Nguyên và những nơi khác đã bị ảnh hưởng. Tổng cộng 540.000 người trong tỉnh bị ảnh hưởng và 20 người thiệt mạng do sập nhà. Một số tuyến đường bộ và đường sắt chính cũng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Trên sông Mân Giang bị ngập lụt sau 35 năm mới có một lần xuất hiện vào sáng thứ Năm, với lưu lượng đỉnh là 3.230 mét khối mỗi giây và tổng số người chết là 60 người. Ở phía bắc tỉnh Phúc Kiến, 22 người thiệt mạng và 15 người mất tích do lũ lụt, trong đó nghiêm trọng nhất là một ngôi làng ở thị trấn Kiến Tây, huyện Thuận Xương, hầu như không có một ngôi nhà nào nguyên vẹn. Tại thành phố Kiến Đầu đã xảy ra một trận lở đất vào sáng thứ Năm, khiến chiếc xe buýt bị cuốn trôi theo nước lũ, chỉ có tài xế và một hành khách sống sót, 23 người khác mất tích.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi các chính quyền địa phương đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát lũ lụt. Lũ lụt xảy ra vào mỗi mùa hè ở miền Nam Trung Quốc, gây thương vong và thiệt hại hàng triệu nhân dân tệ. Bộ Nội vụ Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết, mưa và lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc cũng đang khiến 25 người thiệt mạng và 25 người khác mất tích trong 5 ngày qua. Những trận mưa lớn gây ra đợt mưa xối xả từ hôm thứ Ba trong tuần này đã tàn phá 10 tỉnh phía Nam và buộc khoảng 671.200 người phải sơ tán khỏi nhà vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Nội vụ Trung Quốc. Văn phòng kiểm soát lũ lụt của tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng mưa bão kể từ thứ Năm đã giết chết 13 người và khiến 17 người mất tích trong tỉnh. Tuyên bố cho biết lũ lụt sạt lở đất và lở đất đã tấn công một số khu vực phía Tây Nam cũng như các khu vực dọc theo Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Tuyên bố nói rằng gần 4% trong số 295 quận bị ảnh hưởng bởi các trận mưa bão hiện tại cũng bị ảnh hưởng bởi hai đợt mưa lớn trước đó. Số liệu của Bộ cho thấy thiệt hại kinh tế trực tiếp do đợt mưa bão này lên tới 12,85 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,98 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp do hai đợt mưa lớn trước đó. Hôm thứ Năm, chính quyền trung ương của Trung Quốc đã nâng mức phản ứng khẩn cấp lên cấp 4, cấp cao nhất và gửi các đội cứu trợ thảm họa đến các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tây, nơi mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, mưa bão sẽ tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông của đất nước vào cuối tuần này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, hơn 500 người đã chết trong lũ lụt ở nhiều vùng của đất nước với những cơn mưa xối xả dự kiến ở một số khu vực trong những ngày tới. Tờ Nhật báo Trung Quốc bằng tiếng Anh đưa tin rằng các quan chức đã xác nhận rằng hơn 200 người đã chết cho đến nay và 300 người mất tích. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, các khu vực thuộc tỉnh Giang Nam và Nam Trung Quốc vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa to nhưng mưa sẽ yếu đi đáng kể khi vành đai mưa chính dịch chuyển về phía Bắc đến Trung và lưu sông Dương Tử. Trong hai ngày qua, các khu vực Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quý Châu và các nơi khác sẽ có mưa lớn, trong đó có một số khu vực ở Quảng Tây và Quý Châu. Điều này sẽ khiến Phúc Kiến, Quảng Tây và những nơi khác bị lũ lụt trong những ngày gần đây đối mặt với những mối đe dọa mới. Ngoài ra, sẽ có mưa từ nhẹ đến trung bình ở lưu vực sông Hán Thủy, sông Giang Hoài, phía Bắc Giang Nam và hầu hết Nam Trung Quốc, trong khi mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở các khu vực thuộc lưu vực Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tô. Công tác kiểm soát các tỉnh dọc sông Dương Tử sẽ phải gặp những thử thách gay gắt. Trong vài ngày qua, 54 huyện và thành phố của tỉnh Giang Tây đã xảy ra mưa lớn. 44 trạm đo trong tỉnh đã nhận được lượng mưa hơn 250mm, khiến mực nước sông trong tỉnh tăng mạnh, vượt kỷ lục lịch sử. Cần có biện pháp tăng cường công tác phòng chống lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn. Một con đê ở Lâm Xuyên, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây bất ngờ vỡ vào thứ Hai và dòng chảy qua chỗ vỡ đã ảnh hưởng đến 10.000 hecta đất canh tác và gần 10.000 người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tại thị trấn Khánh Nghi, tỉnh Giang Tây, hàng trăm dân làng bị nước lũ bao vây, buộc chính quyền phải điều động thuyền xung kích để giải cứu họ. Theo hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, những ngày gần đây, một số tỉnh miền Nam Trung Quốc đã trải qua những trận mưa xối xả như chút nước. Mưa xối xả đã gây ra lũ quét nghiêm trọng. Thảm họa đã khiến 51 người thiệt mạng và 21 người mất tích. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, người đang chỉ đạo chính quyền Trung Quốc chiến đấu chống lại hội chứng hô hấp cấp tính được gọi là SARS ở Trung Quốc, đã chỉ thị cho chính quyền các cấp và các cơ quan bảo vệ nguồn nước ở đại lục hết sức coi trọng việc kiểm soát lũ lụt để đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân và đảm bảo tiến độ xây dựng kinh tế bình thường. Tân Hoa Xã đưa tin, từ một tuần nay, Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quý Châu liên tiếp có mưa to, có nơi mưa rất to, lũ quét do mưa xối xả đã làm cho 25 người thiệt mạng và khiến 13 người mất tích ở Hồ Nam. Báo cáo từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình trong hệ thống hồ Động Đình ở Hồ Nam là 120mm và khu vực có lượng mưa hơn 160mm lên tới 120.000 km². Theo các báo cáo, mưa lớn như chút nước đã xảy ra tại một số khu vực của ba thành phố Mai Châu, Hà Nguyên và Thiều Quan thuộc tỉnh Quảng Đông, đồng thời xảy ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng và sập nhà tại một số khu vực, khiến 25 người thiệt mạng và 8 người mất tích, hơn 18.000 người đã được sơ tán cho đến nay.
tại Hà Nguyên, Quảng Đông, 38 thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với dân số hơn 120.000 người. Tại huyện Long Xuyên, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, 160 ngôi nhà bị sập, 395 ngôi nhà bị hư hại và 39.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Tại thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây, hơn 450.000 người ở 8 huyện và 85 thị trấn bị lũ lụt tấn công. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tính đến trưa qua theo giờ địa phương, đỉnh lũ đầu tiên của sông Tương Giang trong năm nay đã qua đoạn Chu Châu với mực nước cao tới 43,24m, cao hơn mực nước cảnh báo 3,24m. Theo các báo cáo, đây là trận lũ lớn nhất chưa từng xảy ra trong 25 năm qua ở sông Tương Giang của Hồ Nam. Ở Tây Nam Trung Quốc, ít nhất 161 người đã thiệt mạng và hơn 60 người mất tích do mưa lớn và lũ lụt kéo dài nhiều ngày. Trận lũ lụt thảm khốc mà truyền thông Trung Quốc gọi là thế kỷ mới có một lần đã gây thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ. Các quan chức Trung Quốc cho biết hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và các nhân viên cứu trợ khác đang giúp phân phát hàng cứu trợ khẩn cấp. Giới Trung Quốc cho biết nhà chức trách đã phân phát hàng viện trợ cho 3.000 người vô gia cư. Tờ China Daily đưa tin rằng các nhà chức trách cho đến nay đã sơ tán 450.000 người và làm hư hại 127.000 ngôi nhà. Theo báo cáo, ở một số khu vực của Trùng Khánh, nước ngập đã chạm tới 4 tầng lầu. Theo báo cáo chính thức của Tân Hoa Xã, do mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử và trung lưu sông Hàn, trữ lượng nước trong hồ chứa Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã vượt quá mức cảnh báo. Dòng nước ào ạt đang chảy qua các cửa xả lũ của đập Tam Hiệp, nơi đã được chính quyền ban bố tình trạng báo động lũ lụt. Âu thuyền Tam Hiệp ở thượng nguồn đập được thông báo tạm dừng giao thông vào lúc 20 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên Âu thuyền Tam Hiệp ngừng hoạt động trong mùa lũ kể từ khi chính thức mở cửa cho giao thông thủy. Các nhà chức trách cũng đã củng cố các con đập để đối phó với lượng nước tích trữ đang tăng lên nhanh chóng. Thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hà Bắc nằm ở trung và thượng lưu sông Dương Tử đã ban hành cảnh báo lũ lụt, đồng thời tăng cường quan trắc và kiểm tra dọc sông Dương Tử và các hồ chứa khác nhau. Thành phố Đại Châu được cho là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng mưa lên tới 460mm. Theo Sở Cứu hộ Thiên tai Tứ Xuyên, khoảng 3.000 người bị mắc kẹt do lở đất ở thành phố Đại Châu. Khoảng 10.000 người bị mắc kẹt trong thành phố. Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 40 triệu đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp cho tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, những nơi bị mưa lớn tàn phá. Dự án Tam Hiệp của Trung Quốc rất tốn kém, ở Trung Quốc khan hiếm điện. Dự án Tam Hiệp đã được chính phủ thúc đẩy như một niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, dự án chính trị này đã làm nảy sinh các vấn đề gây tranh cãi về môi trường và vấn đề bảo vệ các di tích văn hóa. Chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo rằng có khả năng xảy ra nhiều lũ lụt và bão hơn. Kể từ đầu mùa hè, những trận mưa xối xả liên tiếp ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã khiến gần 400 người thiệt mạng. Thời tiết khắc nghiệt đã buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong năm nay. Các thảm họa khí tượng của Trung Quốc có thể được tóm tắt bằng hai bức ảnh trên trang nhất của các tờ báo ngày nay. Một là nhà dân ngập đến nóc, hai là lòng sông đã khô cạn sau nhiều ngày phơi mình. Trong khi miền Bắc bị hạn hán hoành hành, thì miền Trung và miền Nam Trung Quốc hứng chịu những trận mưa xối xả liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, cả nước có 659 người chết vì thiên tai, gây thiệt hại kinh tế hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Nhưng vấn đề làm cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với 3 cơn bão nữa. Người dân phẫn nộ với cơ quan dự báo thời tiết khi Bắc Kinh hứng chịu một trận mưa như chút nước trong khi dự báo không có mưa. Trước sự đe dọa của nước lũ, ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc, một con đập đã bị vỡ vào Chủ nhật. 17.000 cư dân đã được sơ tán trước khi đập bị vỡ. Theo hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, do tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng của sông Hoài Hà, để đảm bảo an toàn cho các thành phố công nghiệp quan trọng ở cả hai bên hạ lưu sông Hoài Hà, Sở Chỉ huy Phòng chống lũ lụt tỉnh An Huy đã quyết định phá kè đập Hồ Tân Đường của sông Hoài Hà để thoát nước lũ. Vào chiều Chủ nhật, đập Comen nằm ở hạ lưu Hồ Tân Đường trên sông Hoài Hà đã bị vỡ với chiều rộng khoảng 1.500m và nước sông tràn vào các cánh đồng bên ngoài đập. Các nhà chức trách cũng sẽ cho nổ một con đập ở thượng nguồn Hồ Tân Đường vào Chủ nhật. Được biết, kể từ đầu tháng này, nhiều nơi ở Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục và lũ sông Hoài Hà kể từ cuối tháng trước là lớn nhất kể từ năm 1991. Hiện mực nước các sông, hồ ở An Huy nhìn chung đã dâng cao, Nam Kinh, Giang Tô, lân cận cũng hứng chịu mưa xối xả. Bộ Nội vụ Trung Quốc tuần trước cho biết 148 người đã thiệt mạng do lũ lụt vào cuối tháng vừa qua.
Lụt lội là một vấn đề lâu đời ở Trung Quốc, hầu như năm nào cũng xảy ra. Lũ lụt ở Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái đã giết chết hơn 1.500 người và gây thiệt hại kinh tế 68 tỷ nhân dân tệ, khoảng 8,2 tỷ đô la Mỹ. Trận lũ lụt trong năm mới có một lần xảy ra ở phía đông bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Truyền thông Trung Quốc hôm thứ Hai đưa tin, tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ qua. Tính đến tối Chủ nhật, số người chết ở tỉnh này đã tăng lên 85 người và 52 người mất tích. Báo cáo chỉ ra rằng các quận và thành phố dọc theo sông Dương Tử và phía bắc Trùng Khánh bao gồm Khai Huyền, Vạn Châu, Vân Dương, Vô Tích, Thành Khẩu, Bích Sơn, Ngọc Bắc, Bắc Bắc, Hợp Xuyên và Kỳ Giang đã phải hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Một quan chức của Cục Dân Chính Trùng Khánh cho biết 31 người thiệt mạng và 27 người mất tích ở Trùng Khánh trong trận lũ lụt. Tại thành phố Đại Châu, số người chết lên tới 40 người, 36 người mất tích, cả thành phố bị lũ lụt bao vây, giao thông tê liệt và trở thành một hòn đảo bị cô lập. Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin rằng Đại Châu, Nam Sung và Ba Trung ở khu vực đông bắc của tỉnh Tứ Xuyên đã trải qua mưa xối xả liên tục với lượng mưa vượt có 160mm ở hầu hết các nơi. Báo cáo chỉ ra rằng lượng mưa này là lượng mưa lớn nhất, mạnh nhất và kéo dài nhất ở Tứ Xuyên trong năm nay, gây ra lũ lụt ở một số khu vực cả thế kỷ mới có một lần. Trước tình hình thiên tai tiếp tục mở rộng, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã yêu cầu quân khu thành đô cử lực lượng hải quân và không quân đến hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu trợ, đồng thời yêu cầu lực lượng cảnh sát vũ trang hỗ trợ. Các quan chức từ văn phòng cứu trợ thiên tai của chính quyền thành phố Trùng Khánh cho biết, quận Khải Huyền gần Trùng Khánh đã nhận lượng mưa lớn nhất là 427,3mm và tất cả 55 thị trấn trong quận đều bị ảnh hưởng, trong đó có 18 thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất và hơn 87.000 người bị mắc kẹt, dân số hơn 800.000 người. Theo báo cáo thiên tai của địa phương, trận lụt này là trận mưa lũ tồi tệ nhất trong lịch sử của quận Khải Huyền trong 200 năm qua và toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi nước lũ mênh mông. Do lũ lụt hoành hành, nhiều trục đường giao thông từ quận Vạn Châu đến quận Khai Huyền bị ngập lụt, giao thông bị gián đoạn, đường dây điện và thông tin liên lạc bị hư hại nghiêm trọng. Trận mưa xối xả đã khiến 19 người ở quận Khải Huyền thiệt mạng và 18 người mất tích. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, quận đồn trú Trùng Khánh đã tổ chức hơn 1.200 sĩ quan binh sĩ và dân quân PLA để cứu trợ thiên tai, điều động 13 thuyền tấn công, 3 thuyền kayak cao su và 45 phương tiện. Một đội cứu hộ bao gồm các phương tiện đặc biệt cũng đã được triển khai. Theo các báo cáo, các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực gửi nhu yếu phẩm hàng ngày đến khu vực thiên tai để đảm bảo cuộc sống của người dân. Tâm lý người dân địa phương cơ bản ổn định. Hơn 1.000 chiếc chăn bông, hơn 200 chiếc lều và các vật dụng khác cần thiết cho các nạn nhân đã được chuyển đến vùng thiên tai. Đồng thời các vật phẩm cứu trợ thiên tai khác như thực phẩm và dầu ăn cũng đang được thu gom. Theo các quan chức Trung Quốc, lũ lụt ở Trung Quốc vào tháng này năm nay đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 3 tỷ đô la Mỹ và khiến ít nhất 750 người thiệt mạng. Tân Hoa Xã trích dẫn một báo cáo do Bộ Nội vụ Trung Quốc công bố cho biết tổng cộng 2,6 triệu hectare đất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Các khu vực bị ngập nặng nhất được báo cáo là Thiểm Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Hồ Bắc và Quý Châu. Tân Hoa Xã đưa tin tình hình lũ lụt trên các con sông lớn của Trung Quốc về cơ bản đã ổn định và thảm họa lũ lụt theo lưu vực vẫn chưa xảy ra. Theo báo cáo, tình hình thiên tai ở Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ và Tân Cương đã ổn định, trong khi tình hình thiên tai ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu vẫn đang phát triển. Mùa lũ lụt ở Trung Quốc chỉ mới bắt đầu và có khả năng kéo dài đến hết tháng 9, làm dấy lên lo ngại lũ lụt năm nay sẽ giết chết nhiều người hơn so với năm 1998. Các quan chức của Bộ Nội vụ Trung Quốc đã cảnh báo lũ lụt năm nay có thể tồi tệ hơn thảm họa năm 1998 vì mức độ nghiêm trọng của thảm họa. Lũ lụt năm 1998 được cho là đã ảnh hưởng đến hàng chục triệu người và giết chết ít nhất 4.000 người. Trận lũ lớn nhất Trung Quốc trong năm nay trên sông Dương Tử đã vượt qua đập Tam Hiệp một cách an toàn, nhưng số người chết vì lũ lụt ở Tây Nam Trung Quốc tiếp tục tăng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, sau khi đỉnh lũ của sông Dương Tử vượt qua đập Tam Hiệp, không có thiên tai lớn nào xảy ra ở các khu vực ven biển lân cận. Tuy nhiên, mực nước hiện tại vẫn còn cao và việc vận chuyển trong hồ chứa Tam Hiệp đã tạm thời bị đình chỉ. Báo cáo dẫn lời các quan chức cho biết đỉnh lũ đã vượt qua đập vào sáng thứ Năm và đỉnh lũ đang tiến đều ở Nghi Sương, Hồ Bắc. Các cửa xả hiện đang đóng, có thể mở lại trong vòng 2-3 ngày tới. Các quan chức cho biết, mặc dù lũ lụt rất dữ dội, nhưng Hồ Bắc và Hồ Nam cho đến nay vẫn chưa bị thiệt hại nghiêm trọng.
Tuy nhiên, khu vực Hồ Động Đình đã bước vào tình trạng báo động. Mặt khác, lũ lụt ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề, với số người chết tăng lên 215 người và hàng nghìn người bị thương. Các quan chức ở tỉnh Tứ Xuyên cho biết số người chết vì lũ lụt trong khu vực là 120 người với 32 người mất tích. Số người chết ở Trùng Khánh là 95 người với 25 người mất tích. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hầu hết các trường hợp tử vong là do sạt lở đất hoặc lũ quét tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, mưa lớn kéo dài trong 5 ngày. Chính quyền địa phương đã bắt đầu nỗ lực dọn dẹp sau lũ lụt. Các bên liên quan đã dọn dẹp bùn đất trên đường phố và phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh. Mặc dù cơn mưa xối xả kéo dài nhiều ngày đã ngừng, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo vẫn sẽ có bão tại các khu vực bị ảnh hưởng trong tháng này. Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin rằng người dân địa phương được kêu gọi đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ và chuẩn bị cho trận mưa lớn sắp tới. Ở Tây Nam Trung Quốc, ít nhất 181 người đã thiệt mạng và hơn 70 người mất tích do mưa lớn và lũ lụt kéo dài nhiều ngày. Trận lũ lụt thảm khốc mà truyền thông Trung Quốc gọi là thế kỷ mới có một lần đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ. Các quan chức Trung Quốc cho biết hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và các nhân viên cứu trợ khác đang giúp phân tán hàng cứu trợ khẩn cấp. Giới chức Trung Quốc cho biết nhà chức trách đã phân phát hàng viện trợ cho 3.000 người vô gia cư. Tờ China Daily đưa tin rằng các nhà chức trách cho đến nay đã sơ tán 500.000 người và làm hư hại 135.000 ngôi nhà. Theo báo cáo, một số khu vực của Trùng Khánh nước ngập tới tầng 4. Theo báo cáo chính thức của Tân Hoa Xã, do mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử và trung lưu sông Hàn, trữ lượng nước trong hồ chứa Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã vượt quá mức cảnh báo. Dòng nước ào ạt đang chảy qua các cửa xả lũ của đập Tam Hiệp, nơi đã được chính quyền ban bố tình trạng báo động lũ lụt. Âu thuyền Tam Hiệp ở thượng nguồn đập được thông báo tạm dừng giao thông vào lúc 20 giờ ngày hôm kia theo giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên âu thuyền Tam Hiệp ngừng hoạt động trong mùa lũ kể từ khi chính thức mở cửa cho giao thông thủy. Các nhà chức trách cũng đã củng cố các con đập để đối phó với lượng nước tích trữ đang tăng lên nhanh chóng. Thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hà Bắc nằm ở trung và thượng lưu sông Dương Tử đã ban hành cảnh báo lũ lụt, đồng thời tăng cường quan trắc và kiểm tra dọc sông Dương Tử và các hồ chứa khác nhau. Thành phố Đại Châu được cho là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng mưa lên tới 400mm. Theo Sở Cứu hộ Thiên tai Tứ Xuyên, khoảng 2.900 người bị mắc kẹt do lở đất ở thành phố Đại Châu, khoảng 10.000 người bị mắc kẹt trong thành phố. Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 45 triệu nhân dân tệ viện trợ khẩn cấp cho tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, những nơi bị mưa lớn tàn phá. Dự án Tam Hiệp của Trung Quốc rất tốn kém, ở Trung Quốc khan hiếm điện, dự án Tam Hiệp đã được chính phủ thúc đẩy như một niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, dự án chính trị này đã làm nảy sinh các vấn đề gây tranh cãi về môi trường và vấn đề bảo vệ các di tích văn hóa. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin 23 người đã chết và 1 triệu người bị mắc kẹt trong lũ lụt tàn khốc ở miền đông Trung Quốc. Theo các báo cáo, 3 tỉnh ven sông Hoài là An Huy, Giang Tô và Hà Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Gần 400.000 người sống trong thung lũng sông Hoài bị ngập lụt, trong khi nước lũ dâng cao đã cắt đứt 1,55 triệu người với thế giới bên ngoài. Tân Hoa Xã cho biết, cơ quan chức năng đã mở cửa xả lũ, xét theo lượng mưa và mức lũ. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trên sông Hoài Hà kể từ năm 1991. Một quan chức thuộc Sở Dân Chính tỉnh An Huy nói với AFP, ở tỉnh Giang Tô lân cận, thủ đô Nam Kinh nhận lượng mưa 225mm, nặng nhất trong 72 năm. Đường phố ở Nam Kinh ngập lụt, nhiều ô tô và xe buýt bị hỏng, buộc người dân phải lội qua nước. Nhiều cư dân bị trục xuất sống trong những khu nhà tạm do trường học và nhà máy xây dựng. Các nỗ lực cứu trợ để phân phát lều, thực phẩm và thuốc men đang được tiến hành. Hàng triệu hecta đất canh tác bị ngập. Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức của Ủy ban Tài nguyên nước sông Hoài cho biết, nếu tình hình lũ lụt tiếp tục xấu đi thì vẫn còn 15 khu vực xả lũ trên sông Hoài có thể sử dụng được. Theo các báo cáo, vào tối Chủ nhật, mực nước sông Hoài Hà cao hơn mức cảnh báo ít nhất 1,5 mét. Trụ sở Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ Án Hán Trung Quốc và Cục Khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn trong vài ngày. Đầu tháng này, khoảng 150 người được cho là đã thiệt mạng trong lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc. Đến nay đã có khoảng 17 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin cơn bão số 5 và là cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng số 3 năm nay ở Biển Đông đã đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, khiến 23 người thiệt mạng, 20 người mất tích và phá hủy hai nhà máy thủy điện địa phương. Tân Hoa Xã đưa tin cơn bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, kéo theo lượng mưa lớn và gây ra thiên tai cục bộ trong vài ngày qua.
Theo các báo cáo, cơn bão đã phá hủy mùa màng trên các cánh đồng lúa, đồng thời một số cây cầu, đường hầm và đường dây điện cũng bị hư hại. Tờ báo tiếng Anh chính thức China Daily đưa tin khoảng 21.000 hectare đất nông nghiệp đã bị ngập lụt nhưng không đưa ra chi tiết về thiệt hại mùa màng. Tờ China Daily cũng cho biết 20 người nông dân thiệt mạng trong vụ lở đất và 2 người khác bị điện giật khi đang cố sửa chữa đường dây điện dưới trời mưa. Bản báo cáo không cho biết người kia chết như thế nào. Bão và lũ lụt ở Trung Quốc kể từ tháng trước đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 người. Mưa lớn cũng đã tấn công các khu vực thuộc các tỉnh Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Quý Châu ở Tây Bắc Trung Quốc. Số người chết đã tăng lên hơn 223, ít nhất 279 người mất tích và 320.000 người mất nhà cửa. Số người chết dự kiến sẽ tăng lên, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin. Dự kiến sẽ có thêm mưa xối xả ở tỉnh Tứ Xuyên sau mối đe dọa lũ lụt, 210.000 người đã phải sơ tán trước đó. Theo các báo cáo, hàng chục nghìn binh sĩ và sĩ quan của quân đội giải phóng nhân dân, cảnh sát vũ trang và dân quân dự bị đã được điều động khẩn cấp đến cứu trợ và cứu hộ thiên tai. Chính thức, hơn 36,83 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 3,56 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế dự kiến vượt quá 837 triệu nhân dân tệ, khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là phía nam thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nơi những con sóng dữ dội nổi lên từ lòng sông khô cạn, cuốn trôi cầu đường và hàng nghìn ngôi nhà. Tân Hoa Xã đưa tin, mưa xối xả và lũ lụt khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa, hơn 30 quận và hơn 300 thị trấn bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, hơn 2,9 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở tỉnh Thiểm Tây và hơn 80.000 ngôi nhà bị phá hủy. Ở đoạn núi Tần Lĩnh của Thiểm Tây, quốc lộ 210, 20 km đường bị cuốn trôi, 10 km bị phá hủy hoàn toàn, gần 20 ô tô bị lũ cuốn trôi và hàng nghìn du khách bị lũ bao vây. Chính quyền thành phố Tây An đã điều động hơn 200 cảnh sát vũ trang đến khu vực thiên tai để cung cấp nước và thực phẩm cho những du khách và nạn nhân bị mắc kẹt, đồng thời giải cứu những người này. Theo báo cáo của Nhật báo Tứ Xuyên, Văn phòng Cứu trợ Thiên tai tỉnh Tứ Xuyên cho biết, 9 thành phố bao gồm Thành Đô và Nghi Tân đã có mưa lớn liên tục, trong đó lượng mưa ở huyện Bành Tây trong 2 ngày qua đạt 546mm. Gần 2 triệu người bị ảnh hưởng ở 4 quận của thành phố Tùy Ninh, 32 người thiệt mạng, 15 người mất tích và 300.000 ngôi nhà bị phá hủy trên toàn tỉnh. Kính thưa quý vị, hơn 200 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận lũ quét và lở đất ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Lũ lụt ở tỉnh Thiểm Tây xảy ra vào tuần trước, nước lũ cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà và gây ra lở đất. Thời kỳ đỉnh điểm của lũ lụt ở Trung Quốc năm nay vẫn chưa qua, nhưng số liệu mới nhất cho thấy tổng số người thiệt mạng vì lũ lụt năm nay ở Trung Quốc cho đến nay đã lên tới 850 người, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong những ngày qua, lực lượng cứu hộ tỉnh Thiểm Tây đã khai quật được 102 thi thể. Những người thiệt mạng đều thiệt mạng trong các trận lở đất do lũ lụt xảy ra ở vùng núi tỉnh Thiểm Tây, đã khiến các con sông dâng cao. Mùa mưa ở Trung Quốc sẽ đạt đỉnh điểm trong vài tuần tới. Các quan chức Trung Quốc đã cảnh báo rằng mực nước ở sông Dương Tử và sông Hoàng Hà đang ở trên mức nguy hiểm. Trung Quốc đã bị lũ lụt tàn phá trong nhiều thế kỷ, nhưng lũ lụt lớn hiện đang trở nên phổ biến hơn, có thể là do môi trường tự nhiên bị tàn phá. Hai năm trước, Trung Quốc đã trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ, tổng số người chết vào thời điểm đó lên tới hơn 4.000 người. Kể từ đó, chính quyền Trung Quốc đã cấm khai thác gỗ ở thượng nguồn sông Dương Tử. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc thừa nhận rằng có thể mất nhiều thập kỷ, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ, để khôi phục lại thiên nhiên bị tàn phá. Theo báo cáo của Thông tấn xã Trung Quốc vào hôm thứ Sáu, thị trấn Mã Vũ và thị trấn Tô Long, huyện Mixian, tỉnh Cam Túc đã trải qua một trận lũ quét thảm khốc vào sáng sớm ngày thứ Năm trong khoảng thời gian ngắn là 40 phút. Lượng mưa đạt 270mm và mực nước lũ cao nhất đạt 7m. Các quan chức địa phương cho biết lũ lụt đã gây ra thiệt hại trực tiếp ước tính 40 triệu nhân dân tệ cho huyện miền núi Min. Huyện Min cách Lan Châu, thủ phủ của tỉnh Cam Túc khoảng 300 km về phía nam. Theo báo cáo, ít nhất 35 người chết, 16 người mất tích và 17 người bị thương. Một số ngôi nhà bị cuốn trôi, đường dây thông tin liên lạc bị gián đoạn, một số đoạn đường bị cuốn trôi. Thông tấn xã Trung Quốc cho biết, chính quyền Trung Quốc đã cử các đội để thực hiện công việc tái thiết và cứu trợ thiên tai.
Theo tin tức từ trụ sở cứu hộ thảm họa sạt lở đất cực lớn ở huyện Huệ Thành, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, tính đến 23 giờ 30 phút ngày hôm qua, sau 6 ngày đêm liên tục tìm kiếm và cứu nạn, tổng cộng có 42 người thiệt mạng và 9 người mất tích, 21 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngoài ra, theo nhận định của các chuyên gia địa chất về đánh giá rủi ro tại địa điểm tìm kiếm cứu nạn và phát hiện các dấu hiệu còn sống của các chuyên gia y tế, công tác tìm kiếm cứu nạn thảm họa sạt lở đất đã kết thúc vào lúc 23 giờ 30 phút ngày hôm qua. Vào khoảng 21 giờ 20 phút hôm Chủ nhật, một vụ tai nạn sạt lở đất đã xảy ra tại hệ tầng sán đầu ở làng Bình Địa, thị trấn Tế Sương, huyện Huệ Thành, tỉnh Quý Châu. Sau khi thảm họa xảy ra, hàng nghìn lực lượng cứu hộ bao gồm cảnh sát vũ trang, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ mỏ, ứng phó khẩn cấp, công an, tài nguyên thiên nhiên, y tế, giao thông vận tải và dân quân đã vội vã đến hiện trường để thực hiện cứu hộ. Vào chiều ngày hôm qua, ngày thứ 7 của thảm họa lở đất lớn ở Huệ Thành, Quý Châu, nạn nhân của trận lở đất lớn đã được tổ chức tại tập đoàn Sán Đầu, làng Bình Địa, thị trấn Tế Sương, huyện Huệ Thành. Đại diện đội cứu hộ khẩn cấp, đại diện nhân viên cứu hộ y tế và đại diện dân quân, người dân địa phương và đại diện gia đình các nạn nhân và hơn 700 người đã tham dự để tang các nạn nhân của thảm họa sạt lở đất. Các nhân viên tại hiện trường xếp hàng ngay ngắn, trên ngực đeo hoa trắng, vẻ mặt trang nghiêm, tiếng còi thổi vang, mọi người đều lặng lẽ tưởng nhớ đến đài tưởng niệm các nạn nhân. Kể từ 23 giờ 30 phút ngày hôm kia, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra hộ khẩu và báo cáo của từng gia đình, so sánh DNA, thăm hỏi và những người sống sót. Phân tích dữ liệu lớn về an ninh công cộng, xác minh dấu vết liên lạc, kiểm tra điện thoại và video với những chính người sống sót và các gia đình theo nhóm, đơn vị đã được xem xét từng người một. Xác nhận cuối cùng rằng, khu vực thiên tai sạt lở đất có tổng cộng 22 hộ gia đình với 77 người, 8 người đến thăm người thân và bạn bè và người lao động nhập cư, tổng cộng có 85 người. Trong đó có 23 người cư trú ở nước ngoài, 11 người bị thương được tìm kiếm cứu nạn và đưa đi bệnh viện cấp cứu, 42 người chết và 9 người mất tích. Cũng tại Quý Châu, vào khoảng 21 giờ 20 phút hôm thứ Tư, một trận lở đất khác đã xảy ra tại hệ tầng sán đầu ở làng Bình Địa, thị trấn Tế Sương, huyện Thủy Thành, khiến 25 ngôi nhà bị chôn vùi. Sau khi nhận được báo cáo, các tỉnh ủy, thành ủy, quận ủy và chính quyền đã ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp, đồng thời khẩn trương tổ chức các đội khẩn cấp, công an, cứu hỏa, tài nguyên thiên nhiên, y tế, giao thông vận tải và các đội cứu hộ khác khẩn trương đến hiện trường trong đêm để tiến hành cứu hộ khẩn cấp. Tính đến 0 giờ 30 phút ngày hôm sau, đã cứu được 10 người. Hiện công tác cứu nạn khẩn cấp và xác minh số người mất tích đang được khẩn trương tiến hành. Kính thưa quý vị, kể từ đầu mùa hè, mưa lớn và lũ lụt liên tục xảy ra ở nhiều vùng của Trung Quốc. Đặc biệt trong những ngày gần đây, tình hình thiên tai ở Trùng Khánh, Từ Xuyên, Tân Cương, Quảng Tây, Hồ Bắc và các tỉnh, khu vực khác đặc biệt nghiêm trọng. Cho đến nay, số người chết vì lũ lụt ở Trung Quốc đã lên tới gần 700 người và thiệt hại kinh tế rất nặng nề. Mới cuối tuần trước, 7 quận bao gồm quận Hoàng Phì, Giang Hạ, Hán Giang, thành phố Hồng Hồ, thành phố Chi Bi, quận Giang Ngư và quận Tiên An thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu gió và mưa đá, khiến 374.500 người bị ảnh hưởng và hơn 10 người chết do thiên tai, 323 người bị thương. Ngoài ra, nhiều nơi ở Tân Cương bị lũ quét, khiến một số con sông bị chặn, đập và đất canh tác bị cuốn trôi, các cơ sở điện và đường xá bị hư hỏng. Hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt trên đường đi. Những trận mưa xối xả liên tục ở Quảng Tây đã gây ra lũ quét và nước sông dâng, ảnh hưởng đến 1.830 người và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 9,84 triệu nhân dân tệ. Một mỏ than ở tỉnh Hà Nam bị sập do mưa lớn khiến 70 thợ mộc bị mắc kẹt dưới lòng đất. Các nhà chức trách đang tiến hành các bước để giải cứu. Tại Hồ Nam, Quý Châu và những nơi khác cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở các mức độ khác nhau. Số người chết vì lũ lụt, sét đánh và lở đất trên cả nước cho đến nay đã lên tới gần 700 người, truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm thứ Hai. Dân số bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã lên tới gần 120 triệu người và thiệt hại kinh tế lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Các nhà khoa học nói rằng sự nóng lên toàn cầu thường dẫn đến hạn hán, nhưng khí hậu ấm hơn cũng có thể làm cho không khí ẩm hơn, dẫn đến mưa xối xả cục bộ. Dự báo thời tiết cảnh báo rằng trong vài ngày tới, các khu vực phía Tây Nam bao gồm Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên và Hồ Bắc có thể hứng chịu mưa lớn. Điều này sẽ khiến công tác cứu trợ lũ lụt tại địa phương gặp thách thức lớn hơn. Thưa quý vị, hôm qua, Ban Dân Chính tỉnh Vân Nam cho biết một số khu vực của tỉnh Vân Nam đã xảy ra mưa lớn. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt sạt lở đất ở nhiều nơi ở Vân Nam. Tính đến 16 giờ chiều ngày thứ Tư, thiên tai đã ảnh hưởng đến tổng cộng 818.300 người tại 7 thành phố của tỉnh Vân Nam, 30 người chết, 15 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 300 triệu nhân dân tệ.
Theo Lý Quốc Tài, Giám đốc Ban Cứu trợ Thiên tai thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam, do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới hướng Tây số 5, từ 4 ngày qua một số khu vực tỉnh Vân Nam đã xảy ra mưa lớn. Lượng mưa lớn khiến Vân Nam, Văn Sơn, Hồng Hà, Triệu Thông, Ba Na, Sở Hùng, Lệ Giang, Lâm Thương và những nơi khác bị lũ lụt, lở đất ở các mức độ khác nhau. Theo thống kê của Ban Nội chính tỉnh Vân Nam, tính đến 16 giờ chiều ngày thứ Tư, thiên tai đã khiến tổng cộng 818.300 người tại 7 thành phố của tỉnh Vân Nam bị ảnh hưởng, 30 người chết do thiên tai, 10 người bị thương, hơn 2.400 người phải di rời tái định cư khẩn cấp, hơn 470 nhà bị sập, hơn 1.600 hộ bị tốc mái, hơn 7.600 nhân khẩu bị thiệt hại, hơn 40.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, hơn 7.000 hecta mất trắng, giao thông, điện, thông tin liên lạc, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Thảm họa đã gây ra tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 300 triệu nhân dân tệ. Trong đó, thiệt hại kinh tế trực tiếp về nông nghiệp là gần 200 triệu nhân dân tệ. Đặc biệt, khu Tiểu Thủy Yến thuộc làng Thạch Đầu, thị trấn Du Long, huyện Mã Quan, quận Tự Trị, Văn Sơn Trang và Miêu, tỉnh Vân Nam đã bị sạt lở đất do mưa lớn nhiều ngày, khiến 14 người chết, 5 người bị thương và 7 người mất tích. Hiện quân đội đã cử 120 người tham gia tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích. Sau thiên tai, các ban ngành liên quan đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn những người bị vùi lấp, làm tốt công tác hậu sự cho người quá cố, vận chuyển kịp thời vật tư cứu trợ thiên tai, sắp xếp ổn thỏa cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, tiến hành điều tra những nguy cơ tiềm ẩn của tai biến địa chất để ngăn chặn triệt để các tai biến thứ cấp. Thưa quý vị, tuần qua, theo Chi cục Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng mưa lớn nên có tổng cộng 8 sông và 10 trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh đã đạt trong tình trạng báo động từ 8 giờ sáng ngày thứ Tư đến 20 giờ tối ngày thứ Năm. Tính đến 20 giờ ngày thứ Năm, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 3 trạm thủy văn vượt mức cảnh báo hoặc sát mức cảnh báo. Theo số liệu quan trắc của Phòng Khí tượng Thủy văn, từ 8 giờ sáng ngày thứ Tư đến 20 giờ tối ngày thứ Năm, khu vực phía Bắc và phía Đông tỉnh Quảng Đông có mưa to, lượng mưa phân bố chủ yếu ở Thanh Nguyên, Thiều Quan, Sán Uy và những nơi khác. Trong đó có 3 trạm có lượng mưa cả kỳ lớn hơn 350mm, 514 trạm có lượng mưa lớn hơn 200mm, chiếm khoảng 12% số lượng trạm quan trắc và 1.142 trạm có lượng mưa lớn hơn 100mm, chiếm khoảng 26% tổng số trạm quan trắc trạm. Trong số đó, các trạm có lượng mưa tương đối cao trong khoảng thời gian này là Ga Tế Đàn, thị trấn Thạch Cốc Đường, thành phố Anh Đức, thành phố Thanh Nguyên là 367,5mm, trạm cộng đồng Bột Lạc, thị trấn Bột Lạc, thành phố Anh Đức, thành phố Thanh Viễn 365,3mm và Ga Hoàng Đông, thị trấn Thạch Cốc Đường, thành phố Anh Đức, thành phố Thanh Nguyên là 354mm. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn cục bộ, tính đến 20 giờ ngày thứ Năm, 3 trạm thủy văn ở lưu vực sông Bắc Giang đã vượt quá mức cảnh báo và trạm Anh Đức tại thị trấn Ưng Thành, thành phố Anh Đức trên dòng chính sông Bắc Giang đạt đỉnh lũ vào lúc 19 giờ tối ngày thứ Năm với mực nước là 28,37m, cao hơn mực cảnh báo 2,37m, mực nước cảnh báo là 26m. Lúc 18 giờ mực nước đỉnh lũ là 30,99m, mực nước cảnh báo là 31,5m, đến 20 giờ mực nước hạ xuống còn 30,8m. Mực nước đỉnh kép lúc 18 giờ là 42,56m, cao hơn báo động 30,16m, mực nước cảnh báo 31,5m, mực nước biển 42,4m. Đến 20 giờ, mực nước rút về 42,35m. Hiện nay, trừ một số sông đã vượt mức nước cảnh báo, mực nước các sông chính trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng chung của bộ phận không khí lạnh yếu và rãnh khô đang di chuyển chậm xuống phía Nam, nên từ ngày thứ Năm đến thứ Sáu, hầu hết các nơi trong tỉnh Quảng Đông vẫn có mưa to đến rất to và một số thành phố và quận sẽ có dông bão và gió giật mạnh cấp 8, mưa đá và thời tiết đối lưu mạnh khác. Các chuyên gia thủy văn chỉ ra rằng Quảng Đông hiện đã bước vào mùa lũ, tình hình phòng ngự diễn ra gay gắt và phức tạp, các địa phương phải hết sức chú ý đến điều kiện mưa, nước, lũ và công việc. Đặc biệt phải làm tốt công tác phòng chống ngập lụt đô thị, sạt lở đất, lũ quét và các thiên tai địa chất khác. Thực hiện các biện pháp phòng chống bảo vệ có hiệu quả, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Mưa lớn cũng đang diễn ra ở một số khu vực Trùng Khánh, một số sông vừa và nhỏ dâng cao đáng kể. Theo quan trắc của trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Năm, ở Đông Bắc và Bắc thành phố Trùng Khánh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, cục bộ mưa nhẹ đến mưa vừa ở các khu vực khác. Tại Vạn Châu, Khai Châu, Vân Dương, Phượng Kiệt, Vu Sơn, Vô Tích, Lương Bình, huyện Bắc Giang, Hình Bá, Bắc Bắc, Hợp Xuyên, Trung Sương, Bích Sơn, Phụng Đô, Trung Tiên, Thạch Châu, Tiềm Giang và 17 quận huyện khác có mưa lớn, trong đó mưa lớn xảy ra ở 3 huyện và quận bao gồm Vạn Châu, Khai Châu và Vân Dương.
Lượng mưa hàng ngày lớn nhất xảy ra ở làng Trung Hưng, thị trấn Nhân Hòa, Vân Dương là 184,5mm. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa, mực nước đỉnh tại trạm giao cao của sông Giao Cao ở huyện Phượng Giới là 371,32m vào lúc 8 giờ ngày thứ Năm, vượt quá mực nước đảm bảo 1,2m và vượt quá mực nước cảnh báo 2,52m. Đến 19 giờ tối cùng ngày, mực nước đã trút xuống dưới mực nước báo động. 34 con sông vừa và nhỏ, bao gồm sông Mai Tây ở Phượng Giới và sông Puri ở Khai Châu, đã trải qua quá trình lũ lên tới từ 1-3m, mực nước cao nhất không vượt quá mực nước cảnh báo. Mưa vừa đến mưa to ở lưu vực sông Khúc Giang ở Từ Xuyên, mưa lớn cục bộ, mưa từ nhẹ đến vừa ở lưu vực sông Gia Lăng, sông Phúc Giang và sông Quỳnh Giang và mưa nhỏ ở lưu vực sông Ngô Giang ở Quý Châu. Thế nước tại các trạm điều hành chính của các sông ổn định, không xuất hiện quá trình lũ rõ rệt. Theo quan trắc của Cục Thủy văn Thượng nguồn sông Dương Tử, mực nước tại trạm Khu Tan trên sông Dương Tử lúc 8 giờ ngày thứ Năm là 163,04m, thấp hơn mực nước cảnh báo 17,46m, tốc độ dòng chảy là 9.160m³ mỗi giây, mực nước giảm. Mực nước tại trạm Bắc Bắc trên sông Gia Lăng là 174,8m, thấp hơn mực nước cảnh báo 19,7m, tốc độ dòng chảy là 1.100m³ mỗi giây. Mực nước tại trạm Vũ Long ở sông Vũ Giang là 177,66m, thấp hơn 15,34m so với mực nước cảnh báo. Tốc độ dòng chảy là 3.410m³ mỗi giây và nước vẫn đang tăng lên. Dự báo từ 8 giờ sáng ngày thứ Năm đến 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, một số sông vừa và nhỏ ở khu vực Đông Nam Bộ và Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ với các mức độ khác nhau. Mực nước cao nhất hầu hết ở các sông ở mức thấp hơn cảnh báo mực nước. Một số sông có thể vượt qua mực nước cảnh báo.